Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đó là quy định nâng độ tuổi hành nghề tối đa của người lái xe chở người trên 29 chỗ. Theo luật giao thông đường bộ năm 2008, độ tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 29 chỗ, gồm cả xe buýt và xe ô tô chở người giường nằm, đối với nam là đủ 55 tuổi và đối với nữ là đủ 50 tuổi. Tuy nhiên, theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, độ tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 29 chỗ, xe ô tô chở người giường nằm được nâng lên đủ 57 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.